thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được thưởng thức những bước nhảy vô cùng điêu luyện, thần thái vô cùng ấn tượng đến từ một bạn thí sinh. Và chắc chắn rằng những gì mà bạn ấy mang đến cho chương trình ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả chúng ta phải bùng nổ. Hãy chờ xem thí sinh ấy là ai. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Trần Gia Minh. Công việc thường ngày của mình là biên đạo, đi diễn cho ca sĩ và huấn luyện viên phòng gym. Mình thì mình thích sự năng động trẻ trung, cho nên thể loại của mình đó là jazz sexy. Ngoài công việc biên đạo ra thì thời gian rảnh thì mình thường hay ở nhà để dùng để thiết kế và may những bộ đồ cho những cái búp bê của mình. Mình coi đó như là một thú vui giảm stress. Thường thì các bạn chỉ thấy biên đạo là đứng ngoài sau sân khấu thôi. Hôm nay thì mình muốn mang đến một tư cách, đó là một tư cách thí sinh. Cảm ơn mọi người. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình cho quý vị khán giả ở đây được biết không? Tại cá hổ, ngõ hề thành cá mình. Cảm ơn vì giọt sư thôi. Rồi chi hen cõng. Mí háo. Mí hồng á. Ngõ hề hen cõng dành thì trông cọt dạ. Chết bạn ơi. Cái này là tiếng Hồng Kông đó nha, em biết không? Ok, cái này là em bó tay rồi. Tất cả các thứ tiếng em biết, nhưng mà tiếng Hồng Kông là em không biết. Em cũng biết nói tiếng Việt. Okay. Rồi.
nãy giờ mình nhức đầu muốn chết luôn. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là tổng số điểm của quý vị khán giả dành cho Trần Gia Minh. Với 100 giây đầu tiên, số lượt bình chọn của quý vị khán giả dành cho bạn 74 lượt bình chọn. Và trong 10 giây cuối cùng, số lượt bình chọn dành cho bạn là 24 lượt bình chọn. Như vậy, tổng số điểm của quý vị khán giả dành cho Gia Minh tính đến thời điểm hiện tại 135 điểm. Chúc mừng bạn. Đây cũng là một số điểm tương đối. Hy vọng là mình sẽ may mắn để bước vào vòng sau, bởi vì đây vẫn chưa là số điểm cuối cùng của ngày hôm nay đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn mọi người. Và trước khi đến với phần trình diễn của thí sinh tiếp theo, thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút.